Kinh văn: Lại nữa, này Phổ Quản, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà đổi các thứ kỹ nhạc, cùng ca vịnh, tán thán, cúng dường hương hoa, cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người, hạng người đó ở trong thời hiện tại cùng vị lai, thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Lược giảng: Lại nữa, này Phổ Quản, như có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào có thể đối trước tượng Bồ Tát mà trỗi các thứ kỹ nhạc? Kỹ nhạc tức là âm nhạc, và ở đây là nói đến thứ âm nhạc khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát, cùng ca vịnh, tán thán, cúng dường hương hoa, cho đến khuyến hóa được một người hay nhiều người. Đức Phật dạy tiếp: Này Phổ Quản, ta lại nói thêm cho ông biết rằng, giả sử có người nam kẻ nữ nào tu hạnh thập thiện, có thể đối trước tượng của Bồ Tát Địa Tạng, trỗi các thứ kỹ nhạc, hoặc sáng tác một bài hát ca tụng Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khen ngợi Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là mang hương hoa đến cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khuyên được một người phát tâm cung kính cúng dường Địa Tạng Bồ Tát, hoặc là khuyên được rất nhiều người sanh lòng cung kính cúng dường Địa Tạng Bồ Tát. Hạng người đó, tức là những người tự mình biết cúng dường, lại còn khuyên được kẻ khác cúng dường, thì ở trong đời hiện tại cùng vị lai, thường được trăm ngàn quỷ thần ngày đêm theo hộ vệ, không để cho những việc hung dữ đến tai, huống là để cho chịu các tai vạ bất ngờ. Những người có thể tự hóa, hóa tha, tự độ chính mình được rồi, bèn muốn cứu độ người khác, thì ngay trong đời này và luôn cả đời sau, thường được rất nhiều thiện thần hộ pháp theo phù hộ, và còn khiến cho những tiếng ác, những lời hung dữ, những âm thanh không kiết tường, không vẳng đến tai của họ, huống hồ là để chính bản thân họ chịu đựng những việc không như ý. Các tai vạ bất ngờ, chư hoành, tức là những rủi ro xảy ra một cách đột ngột, bất trắc, như bị xe đụng chết, bị nước nhiễm chết, bị lửa thiêu chết, rớt máy bay chết, xe lửa lật chết, xe đò rớt xuống khe núi. Những cái chết như thế đều gọi là hoạn tử. Thế nhưng, bây giờ những thiện nam tín nữ nói trên không còn phải lo âu về những vấn đề ấy nữa. Vì sao? Là vì có rất nhiều hộ pháp thiện thần thường xuyên theo bảo vệ họ. Hôm qua, có người phàn nàn là không dám đi máy bay vì sợ máy bay bị rớt. Điều này không có gì đáng phải lo sợ cả. Quý vị chỉ cần niệm được chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm thì sẽ có rất nhiều thiên long bát bộ, hộ pháp thiện thần theo phù hộ quý vị. Dù cho đến bất cứ nơi nào, chỉ cần quý vị đừng khởi vọng tưởng, luôn luôn tin tưởng Bồ Tát, thì Bồ Tát nhất định sẽ che chở cho quý vị. Người tin Phật thì đừng sợ hãi, cũng đừng sợ quỷ, bởi loài quỷ trông thấy quý vị đều phải cúi đầu lễ lại. Vì quý vị có công đức. Nếu quý vị không có công đức thì sao? Nếu quý vị không biết làm việc tốt thì sẽ có những việc không may xảy ra. Còn nếu ngày ngày quý vị đều tu tâm dưỡng tánh, giữ lòng dạ tốt, chăm làm việc thiện, thì sẽ không thể có điều gì không may xảy ra cho quý vị cả.